Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hành để thiết kế một cái mẫu CV chúng ta sẽ sử dụng cho đi nộp cho nhà tuyển dụng. Chúng ta sẽ sử dụng phần mềm PowerPoint. Đầu tiên là chúng ta sẽ thiết lập lại cái khổ giấy, cái màn hình trình chiếu mặc định của slide. Thì chúng ta sẽ cần phải thay đổi lại các bạn vào thẻ design. Các bạn click chọn cho mình trong phần là slide size này, chúng ta sẽ vào phần là custom slide. Trong phần slide size for này, các bạn chuyển cho mình về khổ giấy A4. Trong phần orientation này, các bạn click chọn cho mình trong phần portrait này để chúng ta xoay dọc cái khổ giấy này xuống. Sau đó các bạn ấn vào phần OK. Chúng ta click chọn vào maximize. Sau khi mà chuyển khổ giấy về A4 thì chúng ta sẽ xóa cái phần text ở bên trong cái slide này. Tiếp tục là chúng ta sẽ vào thẻ insert, các bạn click chọn cho mình trong phần shape nhé. Chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật. Các bạn sẽ viết cho mình ở cái phần trên của cái khổ giấy A4. Tiếp tục là các bạn vào phần shape outline, các bạn bỏ cho mình là no outline. Các bạn chọn vào hình này, chúng ta vào phần shape fill. Trong phần more fill color này, các bạn chọn cho mình. Chúng ta sẽ sử dụng cái màu này nhé. Các bạn ấn OK. Tiếp tục là các bạn ấn Ctrl C, Ctrl V để chúng ta copy ra hình thứ hai. Chúng ta sẽ đặt bên dưới của chân trang. Tiếp tục là chúng ta ấn Ctrl C, Ctrl V để tạo ra đối tượng thứ ba. Các bạn sẽ thu nhỏ đối tượng này lại. Và các bạn vào Shape Fill, More Fill Color, các bạn chọn cho mình. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn một cái màu mà màu này. Tiếp tục là các bạn sẽ kéo cái đối tượng này xuống bên dưới. Sau khi xong thì các bạn sẽ tạo ra cho mình một cái khung để chúng ta chèn hình ảnh vào trong cái CV này. Các bạn vào thẻ View, các bạn click chọn cho mình trong phần Slide Master. Các bạn sẽ chọn cho mình cái slide từ số 2. Chúng ta sẽ bỏ các đối tượng text ở trong cái ô này đi. Các bạn click chọn cho mình trong thẻ Slide Master. Chúng ta sẽ chọn vào phần là Insert Placeholder này. Chúng ta sẽ click chọn vào phần Picture. Chúng ta giữ phím Ctrl cộng Shift để vẽ một cái hình vuông. Sau đó các bạn sẽ chuyển về màu cam. Các bạn chọn cho mình trong phần Edit Shape này. Chúng ta sẽ thay đổi hình dạng cho cái hình vuông này. Chúng ta sẽ chuyển về hình tròn. Chúng ta sẽ đặt vào vị trí góc phía trên bên trái của cái slide trong phần Slide Master. Sau đó thì các bạn sẽ vào thẻ View, các bạn click chọn cho mình Normal để quay về trạng thái bình thường. Ở bên ngoài slide này, các bạn chuột phải vào khoảng trống, các bạn chọn cho mình là Layout. Chúng ta sẽ chọn cái bố cục mà chúng ta vừa thiết kế ở trong phần Slide Master. Như vậy là chúng ta đã có một cái khung để các bạn có thể chèn hình ảnh vào trong slide. Tiếp tục là chúng ta sẽ chèn cái hình ảnh của các bạn. Các bạn cần phải chuẩn bị một cái bức ảnh phù hợp với cái nghề nghiệp, cái công việc mà các bạn sẽ đi xin. Và làm sao để chúng ta có một cái bộ trang phục tạo ấn tượng tốt nhất với nhà tuyển dụng. Thì ở đây thì mình sẽ lấy một cái bức ảnh làm ví dụ thôi. Đây mình sẽ lấy một cái bức ảnh là ảnh công sở của Nam. Mình sẽ sử dụng cái hình ảnh này các bạn nhé. Các bạn chuột phải, lưu hình ảnh. Sau đó các bạn sẽ quay trở lại bản CV. Các bạn click chuột vào trong cái biểu tượng hình ảnh mà chúng ta vừa mới thiết lập ở đây.
Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình cái hình ảnh mà chúng ta vừa tải về máy. Chúng ta ấn vào phần Insert để chèn vào cái khung hình tròn. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là khi đưa hình ảnh vào thì nó sẽ có cái tình trạng là cái bức ảnh sẽ bị tràn cái đường viền của hình tròn này. Các bạn sẽ chọn cho mình trong thẻ Format này, các bạn click chọn cho mình là cái tính năng Crop này nhé. Chúng ta sẽ cắt cái bức ảnh và chúng ta kéo cái phần thiếu của bức ảnh xuống bên dưới. Các bạn có thể đưa cái con trỏ chuột vào cái điểm trắng này, các bạn phóng to lên. Như vậy là chúng ta đã tạo ra một cái bức ảnh để sử dụng cho bản CV. Tiếp tục là phía bên dưới của bức ảnh, các bạn sẽ vào thẻ Insert, click chọn cho mình trong phần Shape này. Chúng ta sẽ vẽ ra một hình chữ nhật. Các bạn vào phần Shape Fill, các bạn bỏ cho mình là No Fill, là chúng ta không có màu sắc. Shape Outline, các bạn click chọn cho mình là đường viền màu xanh. Sau khi xong, thì các bạn sẽ copy cho mình thành 5 hình nhé. Chúng ta sẽ di chuyển xuống bên dưới. Chúng ta sẽ đưa các hình này xuống bên dưới của bản CV. Như vậy là các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có 5 cái hình ở trên phần CV của chúng ta. Các bạn sẽ quét chuột chọn cả 5 đối tượng này. Các bạn vào phần thẻ Align, các bạn chọn cho mình là Align Left nhé. Chúng ta sẽ căn trái. Sau khi xong thì các bạn muốn phóng to, chúng ta sẽ giữ phím Ctrl để lăn cái con trỏ chuột. Trong các khung này thì các bạn vào thẻ lệnh là Insert, các bạn click chọn cho mình là Text Box. Và chúng ta sẽ chèn text vào trong cái khung mà có đường viền màu xanh này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ điền là context, là cái thông tin để liên hệ. Sau đó là chúng ta sẽ chọn một cái phông chữ cho cái đối tượng này. Các bạn sẽ thay đổi cái khoảng cách của chữ và chúng ta đổi chữ thành màu trắng. Tiếp tục là các bạn sẽ ấn Ctrl C, Ctrl V để chúng ta copy ra cái đối tượng chữ thứ hai. Tiếp theo là các bạn sẽ điền là skill, là kỹ năng. Software là các phần mềm. Language là những cái ngôn ngữ. Và phần dưới cùng này thì các bạn có thể điền cho mình là phần hobbies này, là chúng ta sẽ là thói quen. Tiếp tục là trong phần contact này thì các bạn sẽ thiết kế cho mình là sẽ có số điện thoại này, địa chỉ này, cũng như là cái email của bạn. Các bạn vào thẻ Insert, click chọn cho mình trong phần Shape nhé. Chúng ta sẽ chọn hình tròn. Các bạn sẽ vẽ cho mình là chúng ta sẽ có 3 cái hình tròn. Chúng ta sẽ thu nhỏ những cái hình tròn này lại. Chúng ta sẽ quét chọn và các bạn canh lề cho mình trong thẻ Format này. Chúng ta sẽ chọn là Align Left. Sau đó thì các bạn trong phần Shape Fill, chúng ta sẽ chuyển về màu xanh. Shape Outline, chúng ta sẽ bỏ đường viền là No Outline. Các bạn vào thẻ Insert, click chọn cho mình trong phần Icon này.
chúng ta sẽ chọn cái biểu tượng là cái điện thoại, email và địa chỉ. Điện thoại, email. Và chúng ta sẽ chọn một cái địa chỉ. Các bạn click chọn vào phần Insert. Sau khi chèn xong ba cái icon này vào, các bạn sẽ vào phần Graphic Fill này. Chúng ta sẽ đổi về màu trắng. Chúng ta sẽ giữ phím Shift để thu nhỏ các biểu tượng này lại. Rồi các bạn sẽ đưa vào trong cái đối tượng là cái hình màu xanh này. Đây là điện thoại này. Tiếp tục là các bạn vào Insert, các bạn click chọn cho mình Text Box này. Chúng ta sẽ điền đây là số điện thoại của chúng ta. Các bạn sẽ thu nhỏ lại. Chúng ta sẽ chuyển cái số điện thoại này về màu trắng. Tiếp tục là các bạn ấn Ctrl C, Ctrl V. Ở đây thì sẽ là cái email của chúng ta. Tiếp tục phía bên dưới này là chúng ta sẽ điền là địa chỉ. Sau khi xong cái phần thông tin liên hệ thì các bạn sẽ xuống phần skill là phần kỹ năng. Ở đây thì chúng ta sẽ thiết kế phần kỹ năng như sau. Các bạn vào thẻ Insert, click chọn cho mình trong phần Shape này. Chúng ta sẽ vẽ ra 5 hình nhé. 5 cái hình chữ nhật nhỏ các bạn nhé. Các bạn sẽ ấn Ctrl C, Ctrl V. Và sau khi vẽ được 5 hình xong, các bạn sẽ quét chọn cả 5 hình này, các bạn vào thẻ Align. Chúng ta sẽ căn chỉnh các đối tượng này cho nó đều nhau. Sau đó các bạn sẽ căn chỉnh lên trên. Tiếp tục là các bạn sẽ chuyển cả 5 hình ảnh này về cái màu xanh này cho mình. Các bạn sẽ chuột phải, chọn cho mình là Group để nhóm các đối tượng này là một nhé. Chúng ta sẽ ấn Ctrl C, Ctrl V để chúng ta nhân đôi ra cái đối tượng thứ hai. Các bạn sẽ chuyển cho mình Shape Fill này, chúng ta sẽ chuyển về No Fill. Và phần Shape Outline này các bạn chuyển cho mình về đường viền màu trắng. Với hai đối tượng chúng ta vừa tạo ra, các bạn sẽ chuột phải, chọn vào cái phần có hình màu xanh này, các bạn đưa lên trên là Bring to Phone cho mình. Sau đó các bạn sẽ chèn cái hình màu xanh này lên trên hình màu trắng này cho mình. Chúng ta sẽ quét chọn qua hai đối tượng. Tiếp tục là chúng ta căn chỉnh là Align Center và Align Middle. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là các hình nó đã trùng vào nhau. Tiếp tục là các bạn sẽ chuột phải để chọn là group cả hai cái đối tượng này lại. Chúng ta sẽ thu nhỏ lại một chút. Đó, thì các bạn sẽ thấy là trên màn hình chúng ta sẽ có một cái đối tượng. Chúng ta sẽ copy ra 5 cái hình. Ctrl C, Ctrl V để copy thành 5 hình. Tương tự như vậy là ở đây chúng ta cũng sẽ viết ra những cái kỹ năng mà các bạn đang có. Như là Teamwork này.
chúng ta sẽ ấn Ctrl C, Ctrl V. Chúng ta sẽ quét chọn qua cả năm cái chữ này, các bạn vào format căn chỉnh cho mình là căn trái và căn dọc. Sau đó là chúng ta sẽ điền các kỹ năng. Sau khi điền xong thì các bạn sẽ thay đổi một vài cái thông tin như sau. Với cái đối tượng ở đây, ví dụ ở đây là cái kỹ năng teamwork này, thì các bạn thấy là kỹ năng này của mình có một cái điểm khuyết nào đấy, thì các bạn sẽ ấn delete, các bạn chọn một cái đối tượng màu xanh. Đó. Với các kỹ năng bên dưới chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy. Ví dụ các kỹ năng nào của mình tốt thì mình sẽ để nguyên, những kỹ năng nào của mình mà cần phải rèn luyện thêm thì mình sẽ bỏ đi các điểm màu xanh ở bên trên. Như vậy là chúng ta đã thiết kế xong phần skill. Tiếp theo là đến phần các phần mềm thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy, là chúng ta sẽ quét chọn ấn Ctrl C, Ctrl V, chúng ta cũng sẽ đưa xuống bên dưới này. Ví dụ ở đây là các phần mềm như là Microsoft Word này, Microsoft PowerPoint hay là Microsoft Excel, Photoshop, Illustration. Đó. Thì đây mình cũng lấy ví dụ như vậy. Tương tự là trong phần language này. Ta sẽ copy thêm một đối tượng nữa. InDesign. Đó. Tiếp theo là trong phần language này thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn vào thẻ insert, click chọn cho mình trong phần shape. Các bạn sẽ chọn cho mình một cái hình tròn có cái điểm khuyết ở bên trong này. Các bạn sẽ giữ phím Ctrl cộng Shift để vẽ một hình. Sau đó thì chúng ta vào Insert, Shape, các bạn vẽ cho mình một cái thanh theo chiều dọc như này. Các bạn sẽ ấn Ctrl C, copy cho mình là Ctrl V thành 4 hình. Sau khi mà copy xong, các bạn sẽ quét chọn quả cả 4 hình này, các bạn vào thẻ Align, Align Center, Align Middle. Như vậy là chúng ta đã gộp cả 4 hình này là một. Chúng ta sẽ quét chọn qua cả hình tròn luôn. Các bạn vào Align, các bạn căn giữa cho mình nhé. Sau khi căn giữa xong, các bạn sẽ chuột phải, chọn cho mình là Format Shape. Các bạn sẽ click chọn cho mình vào phần Size này. Các bạn chọn cho mình là trong cái nhóm lệnh Size này các bạn, trong phần Rotation này, chúng ta sẽ thay đổi cái góc xoay cho cái đối tượng này là 45 độ. Tiếp tục chúng ta chọn cái đối tượng thứ hai. Các bạn chọn cho mình là xoay là âm 45 độ. Với đối tượng thứ ba ở bên dưới này, các bạn chọn xoay cho mình là 90 độ. Các bạn ấn Enter. Sau khi mà xoay xong, các bạn sẽ quét chọn qua các đối tượng này. Chúng ta sẽ chọn toàn bộ. Các bạn chọn thẻ lệnh là Format, click chọn cho mình là Mode Shape này. Chúng ta sẽ chọn là Fragment để phân tách toàn bộ các đối tượng này ra. Sau khi phân tách xong thì các bạn sẽ giữ phím Ctrl để chọn các điểm đã được phân tách. Sau khi chọn xong thì các bạn sẽ ấn cho mình là Ctrl G nhé. Chúng ta sẽ quét chọn các đối tượng còn thừa ở phía bên dưới này. Các bạn ấn Delete đi cho mình. Tiếp tục các bạn ấn Ctrl C, Ctrl V.
Với hình thứ hai này thì các bạn sẽ vào format, các bạn click chọn cho mình là shape fill. Chúng ta sẽ chọn là no fill. Và shape outline các bạn sẽ chọn cho mình là đường viền sẽ là màu trắng. Như vậy các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai cái hình rất là giống nhau như này. Các bạn sẽ chuột phải đưa cái hình có màu lên bên trên là bring to phone. Đó, các bạn sẽ thấy là cái hình có màu nó sẽ nằm ở bên trên. Các bạn vào shape fill, các bạn đổi màu cho mình. Chúng ta sẽ đổi thành cái màu xanh này nhé. Sau khi mà xong thì các bạn sẽ đưa hai cái hình này lại với nhau. Chúng ta sẽ align center, align middle để căn chỉnh hai đối tượng nó nằm chồng lên nhau. Và chúng ta chuột phải chọn vào phần là group nhé. Như vậy là chúng ta đã có một đối tượng rồi. Các bạn chỉ việc là thu nhỏ cái hình này lại thôi. Chúng ta sẽ đưa vào phần language này. Các bạn sẽ phóng to cho mình ra một chút. Chúng ta sẽ Ctrl C, Ctrl V để nhân thành hai đối tượng. Chúng ta sẽ quét chọn cả hai đối tượng này. Các bạn sẽ căn chỉnh đối tượng là căn ngang và căn lên trên cho nó đều nhau. Ở đây thì các bạn sẽ tiếp tục là điền cho mình. Chúng ta sẽ Ctrl C, Ctrl V. Ở đây thì có thể ngôn ngữ là Việt Nam. Tiếp tục là chúng ta ấn Ctrl C, Ctrl V. Ở đây chúng ta sẽ điền là tiếng Anh. Và bên này thì chúng ta có thể là tiếng Nhật. Sau khi mà xong thì chúng ta sẽ copy cái đối tượng này ra. Ví dụ đây là tiếng Việt, các bạn sẽ để là 100%. Chúng ta sẽ Ctrl C, Ctrl V. Tiếng Anh các bạn sẽ để là 80%. Và tiếng Nhật các bạn sẽ để là 50%. Và với các phần trăm như này thì các bạn sẽ click chọn vào cái hình tròn ở bên trên này. Các bạn sẽ ấn delete cái màu xanh ở bên trên đi cho mình. Với cái tiếng Anh này cũng làm tương tự, các bạn sẽ click vào bên trong, các bạn sẽ bỏ cái điểm nút màu xanh đi. Và với tiếng Việt thì chúng ta sẽ để là 100%. Như vậy là chúng ta đã thiết kế xong cái phần ngôn ngữ rồi. Sang phần thói quen này thì chúng ta sẽ ghi một vài cái thói quen. Thói quen tốt nhé. Như là đá bóng này, nghe nhạc này, du lịch này, hay là thể thao này. Sau khi mà chúng ta thiết kế xong cái bố cục của cái phần bên này thì chúng ta sẽ chuyển sang phía bên phải của bản CV. Các bạn sẽ click chọn cho mình trong phần contact này, chúng ta ấn Ctrl C, Ctrl V. Chúng ta sẽ copy ra thêm một đối tượng chữ này và các bạn phóng to lên cho mình. Ở đây thì mình sẽ để tên. Ở phía bên dưới này các bạn copy cho mình ra và các bạn có thể ghi là cái vị trí mà các bạn sẽ ứng tuyển. Ví dụ ở đây mình ghi là web designer. Tiếp tục là ở cái phần bên dưới này thì các bạn sẽ Ctrl C, Ctrl V quét chọn cho mình cái đối tượng này và chúng ta sẽ để sang bên này.
Ở phía bên này thì các bạn sẽ Ctrl C, tạo cho mình thành 4 đối tượng nhé. Chúng ta sẽ sắp xếp từ trên xuống dưới. Phía bên tay phải này thì các bạn sẽ điền cho mình một vài cái thông tin. Chúng ta sẽ copy cái thông tin này ra. Các bạn thay đổi cái màu chữ cho mình. Ở đây là About Me, là thông tin về bạn này. Tiếp tục là bên dưới này sẽ là Education, về phần giáo dục. Và tiếp tục phía bên dưới này thì chúng ta Work Experience, là cái kinh nghiệm làm việc. Chúng ta điền thông tin vào đây. Reference này là cái người mà tham chiếu. Thì chúng ta sẽ vào Insert để chúng ta chèn một vài cái icon vào trong cái slide của chúng ta. Đầu tiên là thông tin, một vài thông tin về bạn. Tiếp theo là phần giáo dục. Các bạn tìm một cái icon để dành cho người tham chiếu. Và tìm một cái icon để chúng ta sử dụng cho cái mục đích là công việc của chúng ta. Sau khi xong thì các bạn sẽ click chọn cho mình vào phần Insert này nhé. Chúng ta sẽ có những cái biểu tượng icon, các bạn sẽ thu nhỏ lại cho mình. Chúng ta sẽ chuyển cái này về màu trắng. Đầu tiên là phần thông tin tham chiếu này, phần giáo dục này, kinh nghiệm làm việc này, và cái thông tin để tham chiếu. Tiếp tục là trong phần thông tin của bạn này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái đoạn văn bản để chúng ta chèn vào trong cái CV này.
Các bạn ấn Ctrl C, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại slide. Chúng ta sẽ thu nhỏ cái đối tượng chữ này lại. Tiếp tục là chúng ta sẽ ấn Ctrl C, Ctrl V để chúng ta điền thông tin xuống bên dưới. Ở phía bên dưới này thì các bạn sẽ thu nhỏ cái chữ này lại xuống một chút. Chúng ta sẽ điền một vài cái thông tin cơ bản. Tiếp tục là các bạn sẽ copy cái đoạn text ở phía bên trên này, chúng ta ấn Ctrl C, Ctrl V. Chúng ta sẽ đưa xuống dưới này. Phần phía bên dưới cùng này là người tham chiếu thì các bạn cũng sẽ copy đưa xuống bên dưới này cho mình. Sau khi xong thì chúng ta sẽ vào thẻ Insert, click chọn cho mình và chúng ta sẽ vẽ những cái đường thẳng. Các bạn sẽ chuyển cho mình về màu xanh. Chúng ta sẽ Ctrl C xuống bên dưới. Tiếp tục là các bạn ấn Ctrl C, Ctrl V để chúng ta tạo ra một cái hình và chúng ta sẽ xoay ngang cái đối tượng này ra. Tiếp tục là các bạn sẽ ấn cho mình là Ctrl C, Ctrl V để chúng ta copy ra một cái hình màu xanh này, các bạn sẽ thu nhỏ lại cho mình. Chúng ta sẽ đặt cái điểm nút màu xanh này ở những cái vị trí mà nó có cái tiêu đề. Và như vậy là chúng ta vừa mới thực hành thiết kế xong một cái mẫu CV. Các bạn sẽ ấn F5 hoặc là ấn Shift F5 để chúng ta cùng nhau xem lại cái mẫu CV mà chúng ta vừa mới thiết kế. Để xuất cái CV này, các bạn vào thẻ File, các bạn click chọn cho mình là Export. Chúng ta chọn là trên File Tip này, các bạn chọn Save As. Ở đây thì mình sẽ lưu ra ngoài Desktop nhé.
Ở phần Save As Tip này các bạn chuyển cho mình về định dạng là JPG. Sau đó các bạn ấn là Save. Các bạn chọn cho mình là xuất một một cái bản thiết kế nhé. Sau đó thì chúng ta cùng xem lại sản phẩm mà chúng ta vừa mới thực hành thiết kế. Và như vậy là trong video này mình đã từng bước để hướng dẫn các bạn thực hành thiết kế một cái mẫu CV sử dụng để các bạn gửi tới cái nhà tuyển dụng để xin được cái công việc phù hợp cho cái năng lực cũng như là vị trí của mình. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy like và subscribe để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.